Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, cứ 2 tuần một lần, căn nhà của chị Đặng Thị Hồng Loan ở số 25 đường Nguyễn Cư Trinh, khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ trở thành nơi tập kết rau và gạo tặng cho người dân khó khăn trong lúc thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Cô Loan ở đây cũng quan tâm với tôi rất là nhiều, gia đình tôi rất nhiều. Cứ Tết hoặc là Noel hoặc là bất cứ một dịp lễ nào đó thì cô Loan cũng rất là thương đến gia đình tôi rất nhiều. Đặc biệt trong cái dịch này, dạ, cũng được 3 lần rồi, 3-4 lần cô Loan cũng giúp đỡ cho gia đình nhà tôi. Khu vực ở đây là có bà con ở các nơi về làm ăn lưu trú nên có hoàn cảnh rất nhiều khó khăn. Trong thời gian dài là dịch bệnh là không đi làm được, ban công tác mặt trận cùng khu phố đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ, trong đó có tấm lòng của chị Loan thì bà con ở đây rất hết sức vui mừng. Chị Hồng Loan là chủ của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hồng, chuyên kinh doanh đồ điện nước, thiết bị bảo hộ lao động. Mặc dù bận rộn với khá nhiều công việc kinh doanh của gia đình, nhưng chị sắp xếp tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng. Vào các dịp lễ Tết hay các ngày chủ nhật cuối tháng, chị tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ cho các hoàn cảnh nghèo khó ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Ngay khi tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người lao động, chị Loan đã chủ động đến các nhà vườn để mua rau cùng với gạo, phối hợp với lực lượng đoàn thanh niên phường, đại diện các khu phố, ban công tác mặt trận đưa từng phần quà đến tận nhà cho các lao động trong khu xóm trọ nghèo. Như gia đình chị Nguyễn Thị Kim Chi, quê ở tỉnh An Giang, chị cùng chồng lên thị xã Phú Mỹ ở nhà trọ và đi làm nghề phụ hộ. Nhưng từ khi thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, vợ chồng chị ở nhà không có thu nhập. Thông qua cán bộ khu phố, chị Loan gửi tặng rau gạo cho gia đình chị Kim Chi cũng như người dân trong xóm trọ. Những món quà thiết thực và kịp thời, ai cũng cảm thấy vui. 2 tháng nay là không có đi làm được thì cũng vất vả hơn. Hôm nay em nhận được món quà rất là vui. Gia đình em cảm ơn nhà hảo tâm. Không chỉ hỗ trợ cho người lao động ở các khu xóm trọ, mà thời gian dịch bệnh này, chị Hồng Loan còn quan tâm từng gia đình khó khăn nơi xóm mình sinh sống. Trước hoàn cảnh của cô Nguyễn Thị Anh, hơn 60 tuổi, ở tổ 1 khu phố Tân Ngọc, một mình làm thuê làm mướn, nuôi 2 người em bệnh tật, chị Loan đã gửi quà thường xuyên. Thì thời gian gia đình thì cũng khó khăn, một mình tôi mà phải 2 đứa em như vậy đó, thì chị lối xóm chị Loan á, chị cũng có giúp đỡ cho. Không, chị Loan thì chị cũng tốt. Những người lao động tự do là những người lao động như đấm với chai, ăn với số, rất là vất vả, nhưng mà đến cái thời dịch bệnh diễn ra thì họ còn khó khăn hơn nữa. Thì mình không mong muốn gì hơn là mình cảm thấy cái việc giúp người là cái việc đơn giản nhất, là giúp một người cũng là giúp. Thì mình cũng đóng góp theo cái sức của mình để giúp cho bà con vượt qua cái khó khăn lúc này. Và cũng mong là dịch bệnh sớm qua đi để bà con trở lại cuộc sống hàng ngày bình thường. Gia đình chị Hồng Loan ngoài hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch, chị Loan còn vận động bạn bè đóng góp hơn 1.000 phần quà gồm nhu yếu phẩm, dụng cụ y tế gửi đến nhằm chia sẻ với người dân Thành phố Hồ Chí Minh để cùng nhau vượt qua dịch bệnh.